Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu canh chua rau muống đơn giản tại nhà. Và đây là cái nồi canh chua rau muống mà mình vừa nấu xong. Thì canh chua rau muống cũng là một cái món ăn quen thuộc quá với các bạn rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ một cái cách làm khác. Đó là mình sử dụng thêm cái phần rau quế các bạn. Và cái đọt rau quế mình cho nó vào trong cái nồi canh chua rau muống như thế này á, thì sẽ giúp cho cái món canh mình thơm ngon hơn, rất là lạ miệng luôn. Và canh chua rau muống sau khi mà nấu xong rồi á, thì các bạn có thể rắc lên một ít cái tỏi phi, mình tăng thêm cái mùi thơm cho món ăn ha. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm canh chua rau muống nấu tôm thì hôm nay Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nhé. Rồi bây giờ nấu canh chua rau muống với tôm á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình là rau muống ha. Chị rau muống hôm nay mình có đây là 500g rau muống ha các bạn. Mình mua đây là nửa ký á. Rồi tôm này mình mua 200g tôm. Ha, tôm thì nấu canh chua rau muống thì mình sẽ để nguyên con. Nguyên con ăn nó mới ngon ha. Rồi tỏi phi. Tỏi phi thì mình dùng cỡ khoảng một muỗng cà phê ha, và khoảng 4 tép tỏi. Tỏi này chút nữa mình cũng sẽ phi lên, nhưng mà mình sẽ dùng hai loại nha các bạn. Rồi me thì một cái vắt như thế này á, thường á, là người ta sẽ nó cỡ khoảng 70g á các bạn, nhưng mà mình dùng không hết đâu, dùng khoảng 50g thôi. 70g thì cũng tương đối nhiều. Ha, và gia vị để nấu canh chua rau muống thì mình sẽ nấu đơn giản thôi, đường, muối, hạt nêm thôi. Thì đầu tiên thì cái rau muống này á, thì mình lặt đi. Lặt rau muống thì ai cũng biết hết rồi đúng không? Lặt đi xong rồi mình sẽ rửa rồi mình ngâm muối nha. Tôm thì mình cắt đầu cắt rau nè, rồi mình lấy chỉ lưng nha các bạn. À, và ngoài ra để cho cái món canh chua rau muống mình nó thơm ngon hơn thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình khoảng vài cái đọt quế á các bạn. Rau húng quế nè, giống như cái rau quế mà các bạn ăn phở đó. Thì thêm cái này vào thì cái món canh chua mình sẽ ngon hơn. À, nên nếu bạn nào đó giờ chưa nấu canh chua rau muống mà có quế đó thì các bạn cũng có thể là chuẩn bị thêm một ít để mình nấu thử ha, ăn rất là ngon nha các bạn. Cho nó ra hết cái chất chua của nó. Đó, mình cứ dầm ra. À, me thì mình chỉ có phải lưu ý các bạn là nó có hai loại nha các bạn, một cái loại là me đen, một cái thứ hai là me vàng. Me vàng thì nó sẽ cho cái mùi thơm với lại cái vị chua của nó đó, nó cũng thanh hơn là cái me đen. À, nên khi mà mua thì các bạn lưu ý là mình lựa me vàng mua nó sẽ ngon hơn ha. Rồi bây giờ các bạn làm nóng chảo lên và mình cho nó cỡ khoảng 1 đến 2 muỗng cà phê dầu. Nhiều quá thì nhìn cái canh của mình đó các bạn, nó rất là ngán ha. Để mình phi tỏi. Tỏi thì các bạn đập dập ha, rồi mình cho vào, mình sẽ phi cho tỏi mình nó thơm nó vàng lên. Đó, thì chút nữa mình sẽ dùng chính cái dầu tỏi này để mình nấu canh luôn nha các bạn. Bạn nào mà trước giờ nấu canh chua rau muống nhưng mà chưa có từng nấu qua theo cái cách của mình á thì nấu thử đi, ăn rất là ngon các bạn, nó thơm lắm. Rồi bây giờ chuẩn bị mình nấu canh, mình sẽ cho nước vào trong đây. Đó, lượng nước hôm nay mình dùng nó cỡ khoảng 1.25 lít ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt me và gia vị vào đây trước. À, thì với một chén nước cốt me như vậy thì mình dùng nó cỡ khoảng 3/4 chén thôi các bạn, còn 1/4 còn lại chút nữa mình sẽ nêm nếm sau, để ví dụ như nếu mà nó thiếu chua thì mình sẽ cho thêm ha. Đây, hạt nêm mình cho nó cỡ khoảng 1/2 muỗng cà phê. Muối thì mình cho là 1 muỗng muối ha. Rồi cuối cùng là đường phèn. Thông thường thì khi mà mình nêm canh chua thì mình sẽ dùng đường phèn. Đường phèn thì nó sẽ cho cái vị ngọt thanh ha, mình không dùng bột ngọt nha các bạn. Ví dụ như mình thì mình sẽ cho nó cỡ khoảng 1 muỗng rưỡi, 1 muỗng canh rưỡi ha. Nói về cái phần gia vị cho cái món canh chua là như vậy là xong rồi đó các bạn. Không có cho nước mắm, không có cho bột ngọt gì hết ha. Tiêu cũng không có luôn. Rồi khi mà cái nước mình nó sôi đó các bạn, nước canh mình nó sôi rồi ha, thì lúc này mình sẽ cho tôm vào, tôm và tỏi vào. Đây, tỏi. Đó, thì lúc này cái nước canh mình sẽ rất là thơm ha. Bây giờ mình sẽ cho rau muống vào luôn. Rau muống mà các bạn muốn xanh á, thì mình sẽ nấu với lửa lớn ha, nấu cho nước thật sôi luôn. Khi mà cho rau muống vào với nước sôi như thế này á, thì mình nấu tầm khoảng cỡ khoảng 30 giây thôi, 30 giây 45 giây thôi ha các bạn. Thì nó sẽ vừa chín tới á, thì nó sẽ giữ cái màu xanh. Chứ còn rau muống mà các bạn nấu lâu, nấu kỹ quá thì nó sẽ không còn xanh nữa. Khi mà dọn ra tô á, thì mình rắc thêm một ít cái phần tỏi phi nữa là xong ha. Canh chua rau muống rất là thơm luôn các bạn. Rồi canh sau khi mà chín rồi á, thì bây giờ mình tắt lửa ha các bạn, mình dọn ra, ví dụ như mình để trong cái nồi luôn ha. Mình sẽ cho lên đây ít cái đọt quế á nha, nhớ nha các bạn. Đọt quế các bạn cho vào khi mà ăn các bạn trộn trộn lên, nó kiểu như nó vừa tái đi á, thì nó sẽ ra cái mùi thơm
rất là hấp dẫn luôn các bạn. Nấu thử một lần canh chua rau muống mà các bạn có thêm cái quế này đi, ngon lắm. À, tỏi phi nè, rắc lên luôn ha. Thì cái tỏi phi này khi mà nấu xong rồi mình rắc lên thì nó mới thơm, chứ còn lúc mà mình nấu canh mà các bạn cho vào thì nó lại không thơm. Đó, canh chua rau muống ha, nấu rất là đơn giản, nhanh gọn. À, nếu như mà các bạn thích món canh chua rau muống này thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.